Maradona, Ronaldo là con quái vật. Thưa quý vị, từng chê bai Ronaldo, nhưng lần này cậu bé vàng Diego Maradona đã hết lời khen ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha sau cú hát trích đưa Juventus vào tứ kết Champions League. Ronaldo được cho là đã tuyên bố với bạn bè thân cùng với gia đình của mình rằng anh sẽ ghi 3 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid để đảm bảo Juventus không chỉ ngược dòng ở vòng 16 Champions League mà còn đảm bảo sức vé tứ kết. Kết quả là Ronaldo làm được thật trong một đêm ma thuật ở Allianz, với hai pha đánh đầu thành bàn cùng một quả penalty gần cuối trận, nhấn chìm đối thủ quen thuộc bao nhiêu năm của siêu tiền đạo lúc còn chơi cho Real Madrid. Trên khán đài, bạn gái của Ronaldo đã khóc vì xúc động với thành công của người yêu, còn làng bóng thế giới, tất cả phải ngã mũ trước ông bố bốn con đã bước qua tuổi 34. Niềm vui của Juventus còn nhân lên sau đó, khi không chỉ khoản tiền từ UEFA với việc lấy vé vào tứ kết, mà còn khoản thu lớn từ tiền bán vé, và đặc biệt là giá cổ phiếu tăng cao, có ngày cao nhất của Juventus tính từ năm 2013. Cú hat-trick của Ronaldo ấn tượng đến nỗi một người hay chê bai và từng chê Ronaldo rất nhiều lần, bởi vì yêu Messi như là Diego Maradona cũng phải thay đổi thái độ, danh lời ca ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha. Có những cầu thủ chạm vào đủ thần, người Argentina chúng tôi tự hào có Messi, nhưng Ronaldo là một con quái vật. Ronaldo là một cầu thủ sức mạnh thuần túy, và giờ đây cậu ta cũng là một phù thủy. Người đã nói sẽ ghi ba bàn cho Juventus vào lưới Atletico, và đã làm được. Với hat-trick vào lưới của Atletico, Ronaldo cân bằng kỷ lục 8 lần ghi được 3 bàn tại sân chơi Champions League. Tính đến lúc này, Ronaldo liên quan đến 77 bàn thắng trong 77 trận ra sân tại vòng đấu loại trực tiếp với 63 bàn cùng 14 lần kiến tạo. Ronaldo có thể không được đá tứ kết Champions League. Ở trận lượt về vòng 18 Champions League, Cristiano Ronaldo đã chơi tuyệt hay, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn, trở thành người hùng giúp Juventus thắng với tỷ số 3-0, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua Atletico giành vé vào tứ kết. Juventus thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, thua 0-2 ở lượt đi. Cristiano Ronaldo đã có fan mừng không đẹp mắt Cụ thể, tiền đạo 34 tuổi đã chụm hai tay vào của quý, hướng lên khán đài hò hét như điên. Đây là fan mừng được cho là để trả đũa huấn luyện viên Diego Simone và khiêu khích người hâm mộ Atletico Madrid. Ở trận lượt đi, huấn luyện viên Simone cũng có fan mừng tương tự để khiêu khích cổ động viên Juventus. Ở trận lượt đi, người hâm mộ Atletico đã la ó, huyết sáo, xỉ nhục Ronaldo. Vì thế, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có fan mừng như trên để đáp trả cổ động viên đội bóng Madrid. Vì fan mừng không tôn trọng đối thủ và cổ động viên đối phương nói trên, huấn luyện viên Diego Simone đã bị UEFA phạt 20.000 euro. Vì thế, gần như chắc chắn Ronaldo sẽ bị UEFA phạt, thậm chí có thể bị phạt nặng hơn nhà cầm quân Argentina. Vẫn là Ronaldo, đẳng cấp hat-trick là mãi mãi. Trong trận lượt về, Cristiano Ronaldo đã giúp Juventus tỏa sáng bằng cú hat-trick sửng sốt sau khi để thua 0-2 trước Atletico Madrid ở trận lượt đi. Cristiano Ronaldo nói rằng, Juventus đã giúp đỡ anh nhiều thứ để có thể mang đến chiến thắng hat-trick lịch sử trong trận đấu sáng nay ngày 13 tháng 3 tại Champions League. Cú hat-trick của Ronaldo ở trận lượt về đã giúp Juventus có cơ hội bùng nổ trở lại. Juventus đã giành vé vào vòng tứ kết với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt đấu. Tính riêng Ronaldo, anh đã có 4 bàn ở Champions League mùa giải 2018-2019. Cú hat-trick trên đã giúp Ronaldo cân bằng kỷ lục của ngôi sao Lionel Messi, khi cả hai cùng có 8 lần làm được điều này. Điều này tiếp tục khẳng định lựa chọn đúng đắn của Juventus khi nỗ lực mang Ronaldo về câu lạc bộ. Cầu thủ 34 tuổi cho biết: "Đây là lý do tại sao Juventus đã lựa chọn tôi về với câu lạc bộ. Việc có mặt của tôi đã giúp họ có được những điều họ chưa từng làm được trước đó. Đây là tâm lý bạn cần để giành chiến thắng tại Champions League." Ronaldo nói tôi chỉ làm việc của mình và rất hạnh phúc với ba bàn thắng có được trong trận lượt về đây là một đêm ma thuật atletico thường rất khó để có thể có được bàn thắng tuy nhiên chúng tôi cũng mạnh mẽ không kém và juventus đã chứng minh điều đó chúng tôi muốn có một đêm đặc biệt và điều đó không chỉ là mục tiêu của tôi mà còn của toàn đội tuyển đây là tâm lý tốt để chơi tại champions league chúng tôi tự hào về điều này sau khi thua 2-0 ở trận lượt đi, nhiều tờ báo đã cho rằng Juventus có thể sẽ dừng lại sớm nhưng mọi thứ đã có thể thay đổi. Ngôi sao Bồ Đào Nha Ronaldo cho biết, đây là một đêm tuyệt vời cho tất cả mọi người ở Juventus. Nhiều người đã ăn mừng vì chiến thắng này, chúng tôi đã chơi với tinh thần tốt và nỗ lực hết sức mình. Cú hat-trick của ngôi sao 34 tuổi đã giúp Juventus giành vé vào tứ kết Champions League. Các bàn thắng của Ronaldo đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cổ động viên vô cùng thích thú. Trước khi lập hat-trick vào lưới của Atletico Madrid, Ronaldo chỉ ghi đúng một bàn thắng tại Champions League mùa này, đó là pha lập công vào lưới của MU ở vòng bảng. Tổng cộng ngôi sao này có thành tích 4 bàn thắng tại Champions League mùa giải 2018-2019. Huấn luyện viên Simeone ca ngợi Ronaldo, Griezmann cạn lời vì choáng. Huấn luyện viên Diego Simeone chúc mừng Juventus và ca ngợi Ronaldo còn Griezmann thì cạn lời sau trận thua cay đắng của Atletico ở lượt về vòng 16 đội Champions League khiến lợi thế hai bàn lượt đi đổ sông đổ biển. Atletico Madrid đến làm khách Juventus với lợi thế dẫn hai bàn ở lượt đi. Nhưng trong đêm thuộc về người quen Ronaldo lập hat-trick, Griezmann cùng đồng đội đã phải cay đắng rời sân chơi danh giá nhất châu lục với kết quả thua chung cuộc sau hai lượt là 2-3. Simeone bảo trong những thất bại như thế này, thì không còn cách nào khác là ngả mũ bái phục đối thủ. Thuyền trưởng Simone dù buồn nhưng không thể không chúc mừng Juventus. Atletico đã không bị loại vì chơi tệ mà bởi Juventus đã chơi rất tốt. Tôi phải chúc mừng Juventus, họ đã chơi tấn công rất hay. Juventus làm tốt hơn và xứng đáng với chiến thắng, đó là sự thật. Chúng tôi phạm sai lầm nhưng họ là đội chơi hay hơn. Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới, anh ấy có thể đem đến những màn trình diễn trói sáng như thế này trong những đêm lớn. Số liệu thống kê chỉ ra Atletico kiểm soát bóng 38% và không có cú sút trúng mục tiêu, cũng chẳng có quả phạt góc nào. Griezmann thừa nhận Juventus đã vượt trội mọi cấp độ so với Atletico và anh cảm thấy cạn lời, không biết phải nói làm sao về trận thua cay đắng này. "Một đêm tồi tệ, chúng tôi đã không chơi theo cách mà mình muốn. Bản thân tôi là người đầu tiên phải nhận trách nhiệm. Tôi đã không làm đủ để tạo nên sự khác biệt. Cả đội lạc nhịp và Juventus vượt trội mọi cấp độ, thật là đáng thất vọng." tôi cũng không biết phải giải thích làm sao nữa. Juventus chơi ngoạn mục, còn chúng tôi thì gặp đêm thảm họa. Tất cả các cầu thủ đều cảm thấy bực bội với chính mình. Đến người thân cũng chẳng biết phải an ủi tôi làm sao nữa. Thánh Ronaldo và những con số kỷ lục tại Champions League Ronaldo vừa có cú hat-trick thứ 8 và hướng đến việc chinh phục danh hiệu Champions League thứ 6 trong màu áo cô lạc bộ thứ 3. Siêu sao Ronaldo đã ghi cả 3 bàn thắng giúp Juventus đánh bại Atletico Madrid 3-0 ở trận lượt về vòng 1-8 Champions League. Thắng ngoạn mục 3-2 sau 2 lượt trận, Juventus ghi tên mình vào tứ kết Champions League. Sau khi lập hat-trick, Ronaldo đã ngạo nghễ tuyên bố, đó là lý do vì sao Juventus bỏ ra 100 triệu euro để mua tôi. Ở tuổi băm 34, nhưng Ronaldo chấp nhận tất cả và từng tuyên bố anh còn sung như U23 vậy. Ronaldo tự tin tuyên bố sẽ tiếp tục chinh phục các kỷ lục khi về khoác áo câu lạc bộ Juventus với bản hợp đồng 100 triệu euro. Dưới đây là những con số biết nói về Ronaldo. 6. Ronaldo đang hướng đến việc chinh phục khác là cầu thủ vô địch 6 danh hiệu Champions League ở 3 câu lạc bộ khác nhau, trước đây là MU và Real Madrid. 8. Cú hat-trick sáng nay là cú hat-trick thứ 8 ở mặt trận Champions League của Ronaldo cú hat-trick này giúp anh ngang bằng đối đối trọng Messi ở mặt trận câu lạc bộ châu lục khốc liệt này. 25, đó là số lần Ronaldo bắn phá cầu môn của Atletico Madrid qua 33 lần chạm trán với câu lạc bộ này ở mọi giải đấu khác nhau. Thời đụng độ Atletico Madrid nhiều nhất là khi Ronaldo còn khoác áo Real trong những trận derby thành Madrid. 100, 100 triệu euro, đó chính là số tiền mà gã khổng lồ bóng đá Ý đã quyết định chi ra để có siêu sao tuổi băm nhằm mua một biểu tượng chiến thắng, như cách nói của đại sứ Juventus, Dan Piero, sau đó tiết lộ với báo chí vì sao Juventus dám bỏ ra số tiền lớn để mua sao tuổi băm. Ngay sau trận thắng Atletico dạng sáng nay thì chính Ronaldo lên tiếng, đó là lý do vì sao lãnh đạo Juventus bỏ ra trăm triệu để mời anh thi đấu ở đấu trường Champions League, cứ Ronaldo ra sân là khả năng cao kỷ lục được thiết lập và dạng sáng nay lại là một minh chứng. Ronaldo quả là thánh thật, bởi ở cái thời mà bóng đá nghiệt ngã như thế này, một sát thủ như Ronaldo thì luôn trở thành mục tiêu hủy diệt của các đồ tể hậu vệ đối phương. Vậy mà anh vẫn làm nên những kỷ lục, vẫn ghi bàn liên tục, trong đó có cả việc góp công lớn đưa Real hoàn thành của hat-trick có 1-0-2 trong 3 mùa liên tiếp vô địch Champions League. Ronaldo có thể không được đá tứ kết Champions League. Ở trận lượt về vòng 18 Champions League, Cristiano Ronaldo đã chơi tuyệt hay, tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 3 bàn, trở thành người hùng giúp Juventus thắng với tỷ số 3-0, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua Atletico giành vé vào tứ kết. Juventus thắng với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, thua 0-2 ở lượt đi. Cristiano Ronaldo đã có fan mừng không đẹp mắt Cụ thể, tiền đạo 34 tuổi đã chụm hai tay vào của quý, hướng lên khán đài hò hét như điên. Đây là fan mừng được cho là để trả đũa huấn luyện viên Diego Simone và khiêu khích người hâm mộ Atletico Madrid. Ở trận lượt đi, huấn luyện viên Simone cũng có fan mừng tương tự để khiêu khích cổ động viên Juventus. Ở trận lượt đi, người hâm mộ Atletico đã la ó, huyết sáo, sỉ nhục Ronaldo. Vì thế, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã có fan mừng như trên để đáp trả cổ động viên đội bóng Madrid. Vì fan mừng không tôn trọng đối thủ và cổ động viên đối phương nói trên, huấn luyện viên Diego Simone đã bị UEFA phạt 20.000 euro. Vì thế, gần như chắc chắn Ronaldo sẽ bị UEFA phạt, thậm chí có thể bị phạt nặng hơn nhà cầm quân Argentina.